Ok, chúng ta sẽ đến với đối thủ Ấn Độ. Vâng, anh đã vào ngay khai cuộc Relopet của CTC. Đẩy lên này cho đỡ. Ghim cùng. Đẩy lên cũng đẩy lên à, lùi về thì sẽ bị ăn đi, tốt ăn lên. Chúng ta xem đen nó đẩy xuống luôn. À, tôi chết mẹ rồi. May quá, vẫn còn nước cứu. Ở đây đen ăn tượng mình sẽ ăn lại. Không được. Xuống vua. Lại lòng mã lên. Đúng ra trắng phải ăn tượng trước mới đúng. Mình nghĩ là trắng đã bỏ lỡ chiến thắng rồi. Đây. Làm việc thôi. Tự ăn lên. Rồi, nước đánh để cho mình sẽ phát triển tượng lên vị trí C3. Đổi với quân tượng phòng thủ của đen. Xem nào. Ra xe để cho nguy hiểm đi. Ấy giờ chơi ngay tốt ăn lên. Lấp vào. Lấp vào là mình không giữ được à? Rồi đã thế mình cũng sẽ giữ con mã ở đây để thủ cho tốt. Rồi, nước ra xe chiếm cột mở. Mình có thể đưa xe xuống hàng thứ bảy. Ở đây thì là đen phải đưa xe lên đúng như vậy. Anh đã đưa một xe lên. Rồi, nước lên tốt cho an toàn. Rồi, đây mình sẽ trồng nốt xe ra cột C. Lên tốt đây để tránh cho đen đẩy tốt đuổi xe. Lùi mã về.
Vâng, như vậy có vẻ anh muốn đưa vào đây. Vào đâu cũng vậy thôi. Ấy giờ rồi, đây mình sẽ bắt con tốt này. Chuyện này sẽ đang đánh tất tay với vị trí D7. Đẩy tốt lên. Bắt phen. Xe nhá, ăn vào đây. Dọa nước chiếu hết. À không, mình ăn xe thì lấy đâu ra mà chiếu hết. Hậu không chạy được. Trong trường hợp đen ăn vào, mình sẽ lấy hậu ăn vào và bắt buộc đen phải đuổi hậu. Kiểu tốt mình sẽ dúi xuống. Ok, anh bắt buộc phải ăn vào. Đó là một kết thúc cho cao thủ Ấn Độ rồi. Quân tốt thông của D quá nguy hiểm của CDC. Giờ mới ăn thì đã quá muộn rồi. Từ nhá, ăn trước, vào, đẩy xuống, vào, ái ra. Không được. Giờ đen ăn tốt mình sẽ phong hậu. Vâng, đen đang tính rất sâu, không biết anh định làm gì. Chắc là ăn vào sau đó đẩy tốt xuống rồi đẩy xuống. Khi đó mã phải vòng lên để giữ tốt này thì vua mình sẽ ăn luôn tốt này. Không còn cơ hội nào cho đen. Vấn đề là anh sẽ làm gì thôi. Chịu thua hay là chờ cho hết giờ. Chờ cho hết giờ có vẻ cũng là một lựa chọn hợp lý. Chỉ là mất thời gian của ChatGPT thôi. 1 phút nữa. Vâng, như vậy anh đã chờ cho hết giờ.